Anh Thuận Phạm, anh là giám đốc công nghệ, một vị trí quan trọng và đáng ngưỡng mộ tại Uber, công ty khởi nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay. Anh có thể giải thích một chút về công việc của mình tại Uber? Mục tiêu số một của tôi tại Uber là đảm bảo công nghệ phát triển, là chỗ dựa tin cậy để Uber có thể giúp mọi người tại các thành phố trên thế giới, nơi mà Uber đang cung cấp dịch vụ, có thể tiếp cận được dịch vụ của Uber 24/7. Vậy thách thức và khó khăn lớn nhất của anh và đồng nghiệp đang phải đối mặt tại Uber là gì? Hoạt động kinh doanh của chúng tôi tăng trưởng rất nhanh. Ở các công ty công nghệ thông thường, nếu bạn xây dựng một công nghệ có thể đáp ứng gấp 10 lần quy mô kinh doanh của công ty vào thời điểm hiện tại, thì đã là điều tốt trong nhiều năm rồi, có phải không ạ? Nhưng những công nghệ và đổi mới như thế tại Uber chỉ kéo dài được một vài năm, nên chúng tôi luôn phải làm mới mình nhằm kịp thời đưa ra những công nghệ mới phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh doanh của công ty. Anh sinh ra tại Việt Nam. Anh có từng nghĩ tới việc điều chỉnh hay thêm một số tính năng nào đó vào ứng dụng của Uber để tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng tại Việt Nam? Trên thực tế, tùy thuộc vào các thị trường cụ thể, đôi khi chúng tôi sẽ đưa ra những sản phẩm cụ thể ở quốc gia này mà không có ở quốc gia khác. Ví dụ như ở Việt Nam, chúng tôi có Uber Moto. Dịch vụ Uber xe máy đó được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam và trên thực tế không hề có ở Mỹ. Không ai nghi ngờ gì về sự thuận tiện mà Uber đã mang lại cho khách hàng. Nhưng một số hãng taxi truyền thống thì đang cho rằng họ đang phải cạnh tranh không công bằng với Uber. Ví dụ như là taxi truyền thống có thể không được vào một số khu vực ở trong sân bay để đón khách, nhưng tài xế Uber lại có thể, giống như là họ đi đón người thân ở sân bay, chứ không phải là taxi đón khách. Dưới góc độ công nghệ, anh suy nghĩ như thế nào về điều này? Là một kỹ sư công nghệ, tôi tập trung vào việc làm sao cho công nghệ hoạt động thật tốt. Về cốt lõi, Uber là một thị trường, không phải là một hãng taxi. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi không phải là ngành công nghiệp taxi, mà thực ra là những ai sở hữu xe. Người ta có thể sở hữu xe, nhưng không sử dụng thường xuyên. Như ô tô của tôi chỉ được sử dụng khoảng 5% mỗi ngày. Vì thế, chúng tôi hình dung thế giới này là nơi mọi người chia sẻ tài sản ở góc độ chia sẻ dịch vụ hợp lý. Và do vậy, có thể chỉ cần 1/5 số xe phải chạy trên đường. Đó cũng là cách chúng ta giải quyết vấn đề ách tắc giao thông. Tôi nghĩ công nghệ và chính sách cần phải có sự phối hợp. Khi làm được điều đó, thế giới sẽ thực sự tươi sáng cho tất cả chúng ta. Uber là công ty khởi nghiệp giá trị lớn nhất thế giới hiện nay. Vậy anh có lời khuyên gì cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam vốn đang còn non trẻ? Lời khuyên của tôi là bạn đừng chú ý tới việc đánh giá công ty của bạn lớn tới mức nào, vì đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là công ty của bạn tạo thêm được những giá trị gì cho các khách hàng mà bạn phục vụ. Ví như nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thì bạn buộc phải bị ám ảnh bởi việc phải làm những gì cho người sử dụng, cho cộng đồng, cho những người sử dụng ứng dụng của bạn, dịch vụ của bạn, công nghệ của bạn, và bạn sẽ phải đáp ứng nhu cầu của họ như thế nào. Theo hướng đó, xử lý những vấn đề của khách hàng chính là cách khách hàng thực sự yêu thích. Và như thế, bạn sẽ có một công ty có giá trị. Nhưng đừng để giá trị của công ty trở thành điều ngự trị trong đầu bạn. Xin cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn.